Ví dụ mình mà có cái nhà mà kế bên tiệm tóc á, rồi mình nhìn qua cái tiệm tóc đó mình thấy sao mà nó chật chội quá, khách đến đông quá mà không có chỗ để xe, thì thầy nói thẳng một câu luôn: người nào mà có tâm đạo á, cúng luôn cái nhà của mình.